À, xin chào mọi người đến với A Monkey Kỳ hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn cái chủ đề về nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Úc hay không à, và chúng ta có thể sẽ dẫn đến cái tình hình mà nghĩa vụ quân sự sẽ là một vấn đề bắt buộc tại Úc. À, cũng như thường lệ thì tôi cũng sẽ update cái VinFast, giá của VinFast trước à, mỗi cái chủ đề chính của chúng ta. Rồi, right. xin mời các bạn chúng tôi cùng bắt đầu nha. Rồi right, thì uh, hôm nay thì là ngày 28 tháng 1 sau ngày Australian đây. thì à, nghỉ lễ bữa nay là xanh đầy thì giá VinFast thì hiện tại đang đứng ở 5 đồng 94. Thì cách đây hơn một tuần thì tôi cái chia sẻ video của tôi thì lúc đó giá VinFast cũng có đứng khoảng chừng 6 đồng. làm so với uh, tuần trước với tuần này chúng ta thấy nó hơi xuống chút xíu ha. Uh, đó, đó là giá cả của uh, những ngày vừa qua. Và cũng khá nhiều tin về VinFast nếu mà các bạn có theo dõi những cái số news thì các bạn có thể thấy à, Đại khái ông Phạm Nhật Vượng cũng làm lên CEO và ông cuối cùng ông cũng quyết định ông giao lại cho cái bà gì đó à, Bà khác Và tôi thì không có theo dõi Vin, à, cái, những cái tin đó lắm Cho nên tôi biết tạm thời là như vậy à, Và hiện tại thì cứ ngất ngưỡng và VinFast cứ lên vòng lên vòng xuống vào cái mức... Bức khoảng chừng 5 đến 6 đồng <laughs> rồi đó là update về vinfast chúng ta cùng trở lại cái chủ đề chính ngày hôm nay cái thì à, chủ đề thì sẽ là à, nước úc có thể sẽ mang đến uh, conscription hay cái nghĩa là sự bắt buộc nghĩa vụ quân sự khi mà cuộc chiến tranh có thể xảy ra ah our world nghĩa là cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra với với nga và những đất nước khác nữa ha những nhà chuyên gia những người chuyên nghiệp nói về vậy ha ok uh, thì cái bài này nói về của ông Frank Chung ha anh Nó nói nước úc có thể chuẩn bị đang có thể đang nghiên cứu sẽ thể bắt reintroduce có nghĩa là trước đây có chúng ta như nước việt nam ta biết là conscription cái dụ quân sự à, đều có, <laughs> đều tập trung cho những người trên 18 tuổi nếu mà họ không có những cái lý do À, như là đi học đại học hay làm những cái gì đó thì họ buộc lòng phải đi nghĩa vụ quân sự <laughs> thì nước úc à, người ta nói có thể à, sẽ bỏ cái vấn đề đó à, và giới thiệu làm lại cái nghĩa vụ quân sự cho tăng cái sức cái, cái lực lượng à, lính của nước úc lên khi mà những cuộc chiến tranh có thể xảy ra à, với những nhà nga những nhà chuyên gia nói như vậy à, nước úc thì nên suy nghĩ thực sự suy nghĩ và nên seriously thinking có nghĩa là phải nên nên suy nghĩ rất là chúng có thể chuẩn bị giới thiệu ha à, cái nghĩa quân sự để mà làm cho cái số lính của chúng ta tăng lên khi mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng tới cuộc chiến toàn viện đến nước nước nga và theo một cái nhà những nhà nhà defense đang là những nhà nghiên cứu quân sự của đất nước chúng ta cho biết à, sự tăng lên của căng thẳng của những cái chiến tranh giữa bên Trung Đông, à, đây là trời Châu Châu Âu ha, miền Đông của Châu Âu và Trung Đông à, và nó đang ảnh hưởng tới chúng ta và có thể kéo nước chúng chúng ta đến trên một cái bờ vực gọi là cái confrontation, có nghĩa là sẽ đến bờ vực chiến tranh và đối đầu trực tiếp. Dr. Alison Muraview, ông này là ông ông là associate có nghĩa là người nói chuyện giáo sư về uh, vấn đề an toàn của đất nước và về cái chiến dịch là đại khái là strategic study thì có là nghĩa nghĩ là về những cái uh, uh, chúng ta gọi là những cái uh, chiến dịch những cái uh, sâu xa về cái cái đối sách của chính phủ của của, của nước Của về, về vấn đề uh, defense Là như là À, bảo vệ đất nước ha, của đại học Curtin thì nói vậy à, thì cái này á may bị cái lợt cái lúc cái, cái thời gian này là cái thời gian nó cũng cũng uh, chúng ta cũng nên đặt ra một vấn đề này nó thật là không sự thoải mái ha à, thì là sự return của national service có nghĩa là vệ binh quốc gia đại khái là chúng ta có thể nói như vậy qua khoảng năm 1972 uh, chính phủ uh, lao động under with á ông đã bãi bỏ cái uh, national service uh, trong cái thời hòa bình. <laughs> thì tại vì uh, nước Úc là hòa bình và có thể sẽ reactivate activate Nói khi là cái cái điều khoản này á, điều khoản mà động viên đại khái là những động viên mọi người tham gia lính thì có thể uh, re-activate và có thể um, mở lại khi mà thời thời gian của chiến tranh. <laughs> OK, năm uh, mươi năm sau đó, uh, anh, anh dưới cái thời của đảng lao động hiện tại là an Anthony Albanese, chúng ta biết rằng, thì uh, nếu mà chúng ta có thể chuẩn bị ha, uh, nghiên cứu và có thể chuẩn bị giới thiệu về cái form của National Service. Uhm, là phục vụ đất nước để mà tăng lên uh, pool of trained reserve là những người mà có uh, có hiểu biết, có được huấn luyện và reserve thì chúng ta có nghĩa là lính dự phòng uh, khi mà chúng ta có đừng có thời gian Or, hay là chúng ta sẽ chờ đợi đến khi lúc mà chúng ta bị kéo vô cuộc chiến thì đó nó sẽ cái consequence có nghĩa là có những cái điều bất lợi cho chúng ta chẳng hạn khi mà tới lúc mà có chiến tranh rồi thì chúng ta lại trễ và cái đó là những cái điều bất tiện và những điều mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng uhm. <laughs> thì đó thì nước nước úc đã nhận ra rằng cái quân đội của chúng ta thì rất là nhỏ uhm. thì ông dưới cái đờ thời của ông scott morrison mấy năm về trước ha thì ông quyết định là 30% tăng lên 30 target target là 80.000 lính cho tới năm 2040 và được support by labor ha, được được đảng lao động ông Scott Morrison thì là đảng tự do mà đảng lao động cũng đồng ý và 80.000 thì khá ít nha các bạn ha. Uhm, uhm. Để từ từ để tôi cho các bạn biết coi uh, thử coi cái, cái quân đội của Việt Nam và Úc cho nên thôi nha ha. Chờ 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 xíu tôi load cái này cho các bạn xem. Ok, thì tôi load cái, cái sign này cho các bạn coi ha. Thì hiện tại chúng ta sẽ so sánh thử Việt Nam đi ha. Cái mức độ của Việt Nam mình đi. Thì hiện tại ha, tổng cộng cái uh, personal mà để cho quân đội á. Active personal. Đã, họ tính cái này là tổng cộng là 5 triệu 8. Nhưng mà active personal á, là 600 ngàn. Reserve là 5 triệu. Ha. Nghĩa okay, là 5 triệu 6 nhưng mà có chiến tranh xảy ra thì 5 triệu con người họ họ sẽ khá là strong ha và với các bạn thấy đánh rồi cũng khá là 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 là, đông ha thì chúng ta cũng coi nước úc ha um, main power chúng ta có main power hiện tại active personal chúng ta có năm mươi mấy ngàn người thôi reserve ba mươi hai ngàn người cho nên tổng cộng lại cũng có chỉ hơn tám mươi mấy ngàn chút xíu ha khá là uh, là ít, ha, à, đó thì họ uh, consider họ cũng tăng, cái đó đều đúng thôi, chúng ta thấy mức uh, độ chuyên nghiệp thì đương nhiên khỏi nói là lính của, của úc chúng ta là khá khá chuyên nghiệp, uh, nhưng mà still <laughs> steel uh, mà compare được cái number thì rất là khó nếu mà nó dàn trải ra đất nước rộng lớn của chúng ta. Uh, ok, last year stop secret game, World game, exercise conduct by arboni mình là cái cái game này giống như là um, Họ target in practice thôi ha. Thì review conduct là nước Úc có thể bị would be giống như là bị đánh, bản tan bởi China. Nếu mà à, Trung Quốc á, có thể thành lập một cái lực lượng, một cái base, một cái căn cứ ở ở Pacific, ở cái Thái uh, Bình Dương. Chẳng hạn như Solomon Island thì nó thực sự ra thì nước Úc này này khá rộng rãi và Indo Uh, hay những cái nước nếu mà China muốn xuống thì họ phải đi xuống từ từ xuống những cái nước mà Pacific Island ở mé bên uh, nguyên biết là bên tay phải của nước Úc hay bờ tây của nước bờ đông của nước Úc thì họ xuống cái hướng đó thì họ xây dựng những cái cảng những cái đập đó thì tấn công được giống như việt nam mình thôi họ cũng xây những cái cảng những cái uh, căn cứ ở bắt đảo hoàng sa chúng ta và cái đó cũng là một cái căn cứ khá là uh, nước chân nó khá là lớn, khá là giống như là khá là khá là vững chắc và người việt nam chúng ta không nên lấy lại đảo hoàng sa chúng ta đã mất từ lâu rồi ha các bạn ha. Ừ, ừ. Nhưng mà chúng ta các bạn các bạn biết rõ thì chúng ta sẽ thấy là hoàng sa chúng ta mất khá lâu và hiện tại trường sa cũng, chúng ta cũng đang trên bờ vực của trung quốc. Yeah. Rồi right, uh... đó là điều ha. Rồi cái <laughs> cái câu hỏi này là ADF này là lực lượng phòng chống nước Úc. À, à, thì lúc nào cũng cũng đã đến giống như là cái cái, 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 cái tỷ lệ cái size bao nhiêu lính đó, nó cũng trở thành cái contingency có nghĩa là nó chỉ là cho, như là một cái tình huống bất ngờ ừ, nếu mà chiến tranh giữa Afghanistan và Iraq ha à, à, và lúc nào khi mà chúng ta support những cái cái nước như chúng ta có thể support Mỹ à qua chiến tranh Iran Iraq chúng ta thấy ha, thì họ chúng ta phải có commitment là phải support cái đồng minh của chúng ta bằng cách họ phải di chuyển và đưa lính của chúng ta tới để phục vụ giúp đỡ và chúng ta phải, phải rotation nhiều thay đổi. À, thì khi khi mà cái cuộc uh, sự tăng sự nguy hiểm tăng cao khi mà nước Úc dễ dàng lấn sân vào một cuộc chiến à, thì sẽ mình sẽ nước úc sẽ thấy short cái window là tại vì cái cái, cái người, những người lính của chúng ta đi ra chiến trận ủng hộ lại đi qua support giúp đỡ mỹ hay giúp đỡ những nước khác thì chúng ta sẽ bị short fall có nghĩa là bị ở trong ô nước không có lính chúng ta có thấy rõ ràng trong những cái, cái phim hay là những cái uh, tình huống chúng ta thấy là những người lính giỏi gửi đi đánh trận xa thì nước nhà lại bị bỏ trống là kẻ được tấn công <laughs> Um, all right uh, Cái ông Tony Abbott Cái ông này trước đây ha Thì uh, ông cũng cho ra cái idea Là uh, Nên Nên bắt đầu Cái, cái quân đội server cho school liver Thì cái này cũng đúng thôi Cái này thì Việt Nam mình đã áp dụng rồi Những người mà không có đi học hay gì đó Thì chính phủ Sẽ bắt họ uh, Đi phục, phục vụ quân đội ha. Yeah okay similar comment hay? cái những, những người bên Âu Châu cũng vậy ha. con người uh, ông, ông ông Prime Minister của của nước Anh lúc trước Boris Johnson ông chủ ông, ông cũ ông, ông, ông từ trước năm ngoái. Um. Uh. Okay, về yeah. ông cũng muốn rằng tất cả ông cũng muốn sẽ sẽ ông sẽ đấu tranh ông sẽ đấu trong chiến sự phủ ông sẽ tham gia chính phủ quân lính anh nếu mà cuộc chiến xảy ra với lính nga <laughs> uh, okay. Mr. Johnson cũng respond comment last week by General Patrick Sander, cái tướng quân ông Patrick The UK, ông 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 tướng cao nhất, uh, lãnh chức cao nhất của của nước Anh. Ông nói rằng uh, những người lính của anh thì chuẩn bị để tóc, để chiến đấu trong những cuộc uh, chiến tranh nếu mà xảy ra trong chiến tranh của, của chiến tranh potential poten, potential land war có nghĩa là cuộc chiến giành đất đai đại khái chúng ta sẽ nói là cuộc chiến chân bộ đó ha gọi là bộ binh đó um, um, thì nếu uh, okay no no sooner I had posed myself a question would I set up for king and country ông ta nói rằng yes tôi sẽ tôi đi ok i jolly well would ông johnson ha? ông johnson có biết là ông thủ tiến nước anh ông tóc vàng <laughs> à, khá thân thiện uhm. bây giờ thấy ông hiện tại là một ông khác rồi ông ta biết là ông thủ tướng tiếng, tiếng anh hiện tại nay là ông gốc ông gốc ấn độ ha? Uhm. ok ông nói hốt rằng cái belief that the service will not be called up on sẽ không 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 gọi một cách đơn giản trừ khi nào direct military confrontation À, cuộc chiến tranh trực diện xảy ra giữa nga và những cái potential adversary có nghĩa là những cái kẻ thù uh, potential có thể chúng ta nói những cái 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 nước khác nữa à, ngoài đó những cái thế lực hồi giáo hay những cái gì đó nữa ha uhm. thì có nghĩa là nó là có nghĩa là những người delusional có những người mà giống như lúc nào cũng mơ tưởng mơ hồ thì nó là cuộc chiến không thể xảy ra nhưng mà cái điều đó là là lúc nào cũng sẽ xảy ra ha chúng ta không ngờ được à, ai cũng nói ồ chiến tranh làm gì xảy ra chuyện này dễ không có đâu nhưng mà cũng cũng xảy ra điều đó chúng ta có biết ha rõ à, ràng à, mọi người chúng ta cũng không ngờ là giống như khi mà ông putin chuẩn bị đánh ukraine thì còn ơi có đâu có đánh đâu chẳng vậy thôi à, tôi vẫn có nhớ người bạn của tôi có nói là à, ổng ờ, còn giữ cổ phần xe bên Mỹ rồi nhiều lắm ông đánh này cổ phần xe Mỹ ổng xuống thì sao không có gì đâu không có làm đâu cũng dựng kinh tế không? ông không dám đâu nhưng thực sự cái đồ cũng đánh đó thôi chúng ta không ngờ gì đâu ha các bạn ha mm. rồi right. à... khi mà hai cái người ha top defense official in Sweden ha Sweden thì chuẩn bị join NATO ha also make a headline ngày vừa qua thì chuẩn bị người ta cũng nói rằng Sweden thì chuẩn bị cho chiến tranh. Khi mà Thủy Điển, Sweden là Thủy Điển, join NATO thì họ sẽ đứng về bước sai. không bữa là họ trung lập, họ không đứng. Khi mà họ chọn sai thì bương nhiên sẽ là kẻ thù của khối Nga. Ha. À, uh, yeah, mọi chuyện có thể xảy ra, chúng ta sẽ chờ xem. Um. Ok. Yes. Alright, so cái ông Civil Defense Minister này ha, Oscar Bohin của, của Thủy Điện nói rằng ha Cái nước, đất nước ông đang đối mặt với cuộc chiến Mà gần như 200 năm qua nó, nó hòa bình rồi Hmm, ok Đó, so sánh thì à, Qua này thì chúng ta thấy hmm. Tôi thấy là chuẩn bị ha, hỗ trợ chiến tranh Um. Rồi right. uh. Trong cái cuộc nói chuyện Thì tướng quân Central UK Chief General Staff Ông cũng cũng là tướng, um, tướng Giống như là General Staff Chief General Staff là cũng như thư ký Hội đồng bảo an của chính phủ ha uh. Những người công dân Nên bị train và equip Cho state of readiness Là cũng bị nên chuẩn bị um. à, uh, ông thấy ông ông, ông ông, ông tướng này cũng nói rằng uh, UK Defence Ministry last year nói là cut overall number của lính Anh giảm từ 82.000 tới 73.000 năm 2005 là giảm lính <laughs> um. uh. trong vòng 3 năm nữa ha must be to talk 120 I mean, ngàn đồng 120 ngàn người foreign reserve and strategic reserve sao cái này ăn chúng ta coi rồi right. các bạn nói về anh còn rồi right. thì chúng ta cũng thấy suy nghĩ tất cả nước Âu Châu họ đang dường như họ đang bị cuốn vào cuộc chiến và nước Úc chúng ta cũng phần nào chuẩn bị ha uh, không phải vấn đề là chuẩn bị cho những cái cái điều kiện xảy nhất tại tiền tệ nhất xảy ra nhưng mà chúng ta cũng nên chuẩn bị khi mà uh, khi đồng minh tham gia chiến tranh thì chúng ta cũng phải gửi sự giúp đỡ tôi biết rằng uh, thỉnh thoảng thì quân đội úc sẽ không có phải đi front line nhưng mà họ cũng phải chuẩn bị để mà support về hậu cần hay là những cái uh, vấn đề như là medical service hay gì đó uh, tôi cũng biết một người bạn của tôi khi tham gia quân đội thì anh ta là nha sĩ và anh ta được uh, đi qua Afghanistan và anh ta trong cái bay thôi uh, và chữa trị cho những người lính và đây cũng là một uh, kinh nghiệm tuyệt vời cho anh và nhưng chúng ta biết rằng uh, mọi chuyện có thể xảy ra ok, thì uh, tôi xin chia sẻ với các bạn để các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này ha uh, nước Úc có nên tận động nghĩa sự quân sự giống như Việt Nam hay không và nếu mà điều này bắt buộc thì chúng ta cũng phải ready cho con em của chúng ta những người cũng có con thêm khi mười tám tuổi mà nó không chịu đi học và họ là không có làm những cái gì đó thì cái, cái uh, training in military cũng là một cái good thing uh, nó cũng có được uh, training theo một cái, cái kỷ luật riêng uh, và cũng có thể uh, như nó uh, chọn những cái ngành nghề sau khi đó và các bạn nghĩ về sau vấn đề này rồi xin mời các bạn chia sẻ bên dưới ha tôi hẹn gặp lại các bạn trong video sau xin cảm ơn các bạn